Ngọc Lý và Xuân Huy kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Bản tin hôm nay ngày 3 tháng 5 có nhiều tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, trong dự thảo bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Theo bộ này, quy định giảm số năm đóng để được hưởng lương hưu nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia muộn, từ 45 đến 47 tuổi mới bắt đầu tham gia, hoặc những người tham gia không liên tục, dẫn đến khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội cũng được hưởng lương hưu. Liên quan đề xuất này, báo Người Lao Động đã có nhiều bài viết phân tích những bất cập của luật bảo hiểm xã hội, tập trung vào các vấn đề tuổi nghỉ hưu và mức hưởng lương hưu. Thông qua các bài viết này, nhiều bạn đọc cho rằng nên trưng cầu ý kiến của người lao động về tuổi hưu. 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, mặc định hưởng lương hưu không cần điều kiện gì. Tuổi thọ Việt Nam và điều kiện sống tại Việt Nam không thể so sánh với nước khác. Bạn đọc Nguyễn Thị Lành góp ý, nếu quan tâm tới người lao động, hãy lắng nghe ý kiến của họ, đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít, không nên quy định tuổi nghỉ hưu, như vậy mới tiến tới an sinh xã hội được, nếu không thì họ vẫn rút bảo hiểm xã hội một lần. Một bạn đọc tên Linh đề xuất, nên quy định đủ năm đóng bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu và lãnh lương hưu đủ 75%. Tương tự, bạn đọc Đỗ trường góp ý, nên quy định đủ năm đóng bảo hiểm là đủ điều kiện hưởng lương hưu tối đa. Một bạn đọc tên Trung chất vấn, Sao không cho người đóng bảo hiểm xã hội có quyền chủ động trong việc được hưởng lương hưu của mình? Ví dụ thay vì quy định về tuổi nghỉ hưu, hãy thay bằng năm tối thiểu để được hưởng lương hưu, năm đóng càng cao thì mức hưởng càng lớn. Như vậy người lao động sẽ chủ động và tích cực hơn trong việc tham gia bảo hiểm xã hội mà không cần phải vận động như bây giờ. Thưa quý vị, theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm nay 3 tháng 5 Nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng tại Nam Bộ. Trong đó, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 đến 38 độ C, thời gian xuất hiện nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 đến 16 giờ. Đáng lưu ý, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng xảy ra trên diện rộng tại Nam Bộ còn kéo dài đến khoảng ngày 6 tháng 5. Cũng trong thời gian này, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Chỉ số tia cực tím tại một số tỉnh thành của Nam Bộ trong ngày 3 tháng 5 cũng được dự báo đạt ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Cụ thể, chỉ số tia cực tím cao nhất trong ngày này tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau đều là 10. Thưa quý vị, mạng xã hội lan truyền thông tin cậu đồng với diễn thương hiệu của sân khấu kịch Idagap có xuất diễn cuối cùng tại sân khấu này vào ngày 29 tháng 4 vừa qua. Thông tin này khiến cư dân mạng hoang mang và có cả tiếc nuối. về diễn cậu đồng gắn cùng với sự phát triển của sân khấu kịch Idecap với diễn xuất của những gương mặt gạo cội như nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ Hoàng Trinh, Bạch Long và đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Nhiều thông tin cũng cho rằng, vở diễn cậu đồng kết thúc cũng đồng nghĩa với việc bảo vật của sân khấu kịch Idecap, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cũng sẽ ra đi sau 26 năm gắn bó. Trước đó, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc từng chia sẻ, ông không còn đảm trách vị trí phó giám đốc sân khấu kịch IDCAP nữa và cũng không tham gia vào khâu chỉ đạo nghệ thuật của các tác phẩm tại sân khấu. Phía sân khấu IDCAP vẫn chưa có thông tin chính thức về vấn đề này. Thưa quý vị, 16 giờ hôm nay ngày 3 tháng 5, tuyển U2 Việt Nam sẽ gặp U2 Singapore ở lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. U22 Việt Nam đã vất vả vượt qua U22 Lào 2-0, nhưng không thể hiện được lối chơi gắn kết và sự mạch lạc ở tuyến giữa. Đó là lý do nhiều người lo lắng khi đội sắp phải đối đầu cùng phòng tuyến rắn rỏi và dàn cầu thủ thể lực vượt trội của U22 Singapore. Rõ ràng so với Lào, Singapore có thể hình tốt hơn và có vẻ mạnh mẽ hơn. Họ có thể gây khó cho một đội tuyển U22 Việt Nam chưa thể hiện được sức mạnh của mình. Lần gặp gần nhất giữa U22 Singapore và U22 Việt Nam là ở AFF Cup hồi tháng 2 năm 2022. Đội bóng Singapore sau khi để thua Thái Lan 1-3 đã phơi áo trước Việt Nam với tỷ số 0-7. Thưa quý vị, lúc 8 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 66,6 triệu đồng một lượng, bán ra 67,2 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng nhảy vọt lên 55,9 triệu đồng một lượng mua vào, 56,9 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng mỗi lượng. Như vậy giá vàng hôm nay tăng cao hơn đối với vàng nhẫn, vàng trang sức 24K nhưng vẫn chưa bằng đà nhảy vọt của giá vàng thế giới lao dốc. quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, terbium, một kim loại đất hiếm được coi như báu vật trên trái đất, vừa được nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Nicholas Borsasto từ Đại học London, Thụy Điển phát hiện trong biển may kim loại bốc hơi của ngoại hành tinh cực đoan mang tên Kel -Niby. Kim loại đất hiếm này trước đây chỉ được biết đến trên trái đất, tồn tại trong một số loại khoáng vật có giá trị lớn trong sản xuất các thiết bị công nghệ cao. Ngoài terbium, các nhà khoa học còn tìm thấy các kim loại phổ biến như natri, magie, brom cùng các kim loại đất hiếm khác như scandium và yttrium. Vì tìm thấy những thứ nói trên rất thú vị, chúng không chỉ là các kim loại quý giá mà còn là báu vật về mặt khoa học, bởi trước đây người ta nghĩ những kim loại như terbium chỉ có thể được hình thành bởi các sự kiện dữ dội hơn như vụ nổ sao neutron. Thưa quý vị, theo The Guardian, Bộ Nội vụ Ukraine hôm 2 tháng 5 cho biết họ đã hoàn tất việc thành lập các lữ đoàn bảo tố mới với tận 40.000 binh sĩ được chiêu mộ, nhưng lưu ý rằng họ sẽ cần được huấn luyện thêm trước khi sẵn sàng tham gia chiến đấu. Nói trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Ihor Klimenko cho biết, quân đội sẽ được trang bị lại và trải qua quá trình huấn luyện khoảng 2-3 tuần trước khi được giao nhiệm vụ tham gia các hoạt động tấn công thích hợp cùng với quân đội hiện tại của Ukraine. Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh mức độ thành công của quá trình tuyển dụng khẩn cấp các lữ đoàn bảo tố, trong bối cảnh lo ngại rằng nhóm người Ukraine sẵn sàng chiến đấu giảm dần khi xung đột đã kéo dài tới mốc 15 tháng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Xuân Huy và Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.